Xin chào tất cả các bạn nha. Video này giới thiệu của bạn tham gia một chương trình airdrop nhận 270 token có kêu là Fit từ dự án FitSwap. Đây là dự án game cá của nó các bạn. Thì token Fit này đã list trên sàn CoinMarketCap, đã list trên PancakeSwap các bạn. Để tham gia hôm nay các bạn click link mô tả như video mà tôi đã muốn start chatbot các bạn. Vì bạn muốn continue các bạn. Vì Go 1 nó có chiếc sức random nên mình không có hướng dẫn các bạn tham gia Go 1 các bạn. Và 14 cùng 3 và 17 các bạn bấm vào continue rồi bạn lướt xa mới đi tiếp được người ta các bạn. Các bạn chạy bot phản hồi chút. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn xoắn xào kênh gấp nữa các bạn. Trên Telegram thì các bạn xoắn xào thôi để mình bỏ một con các bạn. Sau khi bạn xoắn xong thì các bạn mới đáp lại bạn xoắn tiếp kênh seller nữa các bạn. Tiếp tục thì các bạn vào follow Twitter và retweet tweet nữa bạn. Trên Twitter thì các bạn theo dõi nè các bạn. Các bạn like nè các bạn. Các bạn tweet test lại bị dưới game của nó các bạn. Bị dưới của nó nè. Rồi các bạn mới đáp lại. Tiếp tục các bạn subscribe kênh YouTube nữa nè các bạn. Fun. Trên kênh YouTube của nó thì các bạn bấm đăng ký nè, rồi các bạn bắt up lên nè. Rồi fit on fit swap và sàn bắt cái swap mà đây là một cái sàn của nó, giao dịch của nó, các bạn bấm don nè. Rồi các bạn bấm don tiếp tục nè. Tiếp tục thì các bạn điền lại username tại Twitter của tất cả bạn, thì các bạn mở tại Twitter của tất cả các bạn ra thì sẽ thấy được username tại Twitter của tất cả các bạn. Rồi tiếp tục subscribe đường link, tiếp tục theo bạn gỡ đường link YouTube của mình nha các bạn. Thì gỡ đường link profile YouTube của mình thì mà các bạn mở YouTube của mình ra nha các bạn. Và nhấp vào ba chữ bên cùng này. Và nhấp vào kênh của bạn này. Bạn nhấp vào ba bên cùng các bạn. Bạn bấm vào chia sẻ này. Rồi tất cả các bạn sao chép liên kết nha các bạn. Sao chép đường dẫn nè, rồi các bạn bắt up lại. Rồi bạn gửi lại cho bot nè các bạn. Rồi nó hỏi bạn có join vào kênh seller nó không, các bạn bấm vào kiểm tra đây các bạn. Rồi bạn đã join rồi thì các bạn mới đắp bấm don. Tiếp tục thì bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain Bet 20 thì bạn mở địa chỉ chút Wallet của mình ra các bạn. Và các bạn chờ một xíu các bạn để mình tìm con BNB Smart Chain của mình các bạn. Bạn sao chép địa chỉ BNB Smart Chain ra nào. Rồi các bạn mới đắp lại nữa các bạn. Các bạn gọi là cho bot nào bạn. Tiếp tục thì các bạn chỉ lấy lên ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân, mỗi được ghép được 40 token fit này bạn. Ok, vậy mà đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình airdrop nhận 270 token fit. Đến đây cũng kết thúc mình. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo của mình nhé.